và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Kim Tử Long, tôi có ba bà vợ nhưng các con tôi đều chung một cha và ba bà vợ không có con riêng. Người phụ nữ nếu muốn giữ hạnh phúc thì phải nhún nhường, chịu lép vế một chút trước người đàn ông, Kim Tử Long nói. Vừa qua tập 7 chương trình Tám Lạng Nửa Cân đã lên sóng với nhiều màn tranh luận và chia sẻ hấp dẫn kịch tính đến từ hai khách mời là nghệ sĩ Kim Tử Long và diễn viên Việt Trinh. Kim Tử Long, phụ nữ nếu muốn hạnh phúc thì phải nhún nhường. Chủ đề tranh luận của chương trình tuần này là chuyện nuôi con chung, con riêng giữa các cặp vợ chồng. Trước chủ đề này, Kim Tử Long chia sẻ, dù là con riêng hay con chung gì thì quan trọng vẫn là hai vợ chồng hiểu nhau. Nếu hai vợ chồng ích kỷ không chịu hiểu nhau thì không được. Tôi không biết mọi người thế nào, nhưng bản thân tôi có đến ba bà vợ. Ba dòng con, nhưng cả ba dòng con của tôi đều yêu thương nhau. Tuy có đến ba bà vợ, ba dòng con, nhưng các con của tôi đều chung một cha và ba bà vợ không ai có con riêng. Người phụ nữ nếu muốn giữ hạnh phúc thì phải nhún nhường, chịu lép vế một chút trước người đàn ông. Nghe Kim Tử Long nói vậy, Việt Trinh tỏ ra không đồng ý. Cô nói, anh Kim Tử Long có đến 5 người con thuộc 3 dòng con khác nhau, nhưng may mắn là đều chung một cha, ba bà vợ của anh ấy không có con riêng. Bởi vậy nên việc giáo dục, nuôi dạy con cái giúp chúng hòa thuận với nhau dễ dàng hơn. Tôi không đồng ý khi anh Kim Tử Long nói phụ nữ phải lùi một bước, phải nhẫn nhịn làm hậu phương để giữ gìn hạnh phúc, rồi phải chia sẻ mọi thứ với chồng, con chung con riêng. Nếu người phụ nữ phải chịu đựng một mình như thế mà không có đàn ông chia sẻ thì không bao giờ hạnh phúc được. Anh Kim Tử Long may mắn gặp được người vợ hiện tại của anh, đó là người phụ nữ rộng lượng. Chứ phải người phụ nữ khác thì chưa chắc. Nếu tôi là người phụ nữ có con riêng, đi lấy chồng cũng có con riêng, tôi sẽ đối xử công bằng với cả hai đứa con. Kể cả thấy chồng đối xử với con riêng của chồng thiên vị hơn, tôi cũng sẽ xử lý công bằng, chứ không vì thế mà bên con mình. Kim Tử Long, Lê Tuấn Anh có thể chiếm được nhiều cô gái xinh đẹp làm vợ, nhưng vẫn lấy Hồng Vân dù có con riêng. Trong một phần tranh luận khác, Việt Trinh cho rằng cô vẫn nuôi một mình 11 năm vì không đủ tự tin để kiếm được người đàn ông tốt. Kim Tử Long nghe vậy liền nói, tôi sẽ lấy ví dụ cho Việt Trinh thấy về một cặp vợ chồng vẫn hạnh phúc với nhau dù có con riêng, đó là vợ chồng Hồng Vân và Lê Tuấn Anh. Lê Tuấn Anh yêu thương con riêng của Hồng Vân vô cùng, tôi là người đàn ông mà còn phải ngưỡng mộ Lê Tuấn Anh vô cùng. Thời đó, Lê Tuấn Anh vô cùng nổi tiếng, có thể chiếm được nhiều cô gái xinh đẹp để lấy làm vợ. Nhưng Lê Tuấn Anh vẫn lấy Hồng Vân và yêu thương con riêng của cô ấy, sống tới giờ phút này. Cuộc sống này đừng nên bi quan, Việt Trinh cứ nghĩ rằng cuộc đời mình không bao giờ có những thằng đàn ông như vậy, nhưng vẫn có. Việt Trinh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình và đáp, đúng, Lê Tuấn Anh là người rất cao thượng, hiểu chị Hồng Vân. Vợ Kim Tử Long dù không lớn tuổi nhưng cũng rất hiểu chuyện và yêu anh ấy nhiều, nên mới có tấm lòng cao thượng như thế, để bỏ qua được ích kỷ của người phụ nữ. Nếu nói vợ Kim Tử Long không chạnh lòng là không đúng, đôi khi cô ấy vẫn chạnh lòng, nhưng trong tâm cô ấy đã rửa sạch cái ích kỷ đó để toàn tâm toàn ý lo cho anh. Tôi thì không tự tin để tìm được một người như Lê Tuấn Anh hay vợ Kim Tử Long. Bị Kim Tử Long nói ích kỷ, Việt Trinh bất đồng xin ngắt lời. Kim Tử Long nghe Việt Trinh bày tỏ quan điểm liền nói, cuộc đời này nếu cứ sống ích kỷ thì hạnh phúc không bao giờ đến. Bị nói sống ích kỷ, Việt Trinh liền xin ngắt lời Kim Tử Long vì bất đồng quan điểm. Cô nói, tôi xin ngắt lời Kim Tử Long, hạnh phúc đối với mỗi người là khác nhau. Hạnh phúc với tôi không phải là một người đàn ông bên cạnh lo cho tôi, hạnh phúc của tôi đến từ nhiều phía. Kim Tử Long tiếp tục tranh luận, tôi đang nói về khía cạnh gia đình, Việt Trinh có thể sống một mình vẫn hạnh phúc với con, với nghề, với khán giả. Nhưng tôi đang nói về hạnh phúc vợ chồng, thì đừng đem cái ích kỷ của mình ra, cần phải nhún nhường, nhường nhịn nhau.